chi bộ trung tâm chính trị huyện Nghi Xuân vừa tổ chức sinh hoạt chuyên đề tự soi tự sửa. Tham gia sinh hoạt có trưởng ban tổ chức huyện ủy Phan Văn Thư, bí thư đảng ủy Tiền Phong, trưởng ban dân vận huyện ủy Trần Quỳnh Thao, phó bí thư đảng ủy Tiền Phong, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Lê Thị Thanh Tâm, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy Trần Thế Tài. Trên tinh thần trung thực, thẳng thắn và trách nhiệm cao, chi bộ trung tâm chính trị huyện đã tự đánh giá nghiêm túc những mặt làm được và những mặt hạn chế của chi bộ trong thời gian qua. Tại đợt sinh hoạt lần này, chi bộ cũng đã thẳng thắn nêu lên những hạn chế như công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên chưa thường xuyên, thiếu kịp thời trong việc cung cấp thông tin về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho cán bộ đảng viên. Chưa thật sự nhạy bén trong việc phát hiện vấn đề, gần gũi nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận trong cán bộ đảng viên và nhân dân để có biện pháp thích hợp trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Do vậy, hiệu quả chất lượng của chi bộ còn có những hạn chế nhất định, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các đảng viên trong chi bộ cũng nhìn nhận tự đánh giá mình một cách nghiêm túc, đặc biệt là về hạn chế, như tinh thần trách nhiệm trong đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ chưa được thể hiện nhiều, tinh thần phê và tự phê chưa cao. Việc chuẩn bị bài giảng đôi lúc còn chưa tốt, chưa áp dụng được thực tiễn vào bài giảng, nhiều bài giảng chưa cập nhật kịp thời với thực tiễn. Chi bộ trung tâm chính trị huyện cũng đề ra một số giải pháp khắc phục, đó là thời gian tới cần làm tốt công tác tự phê bình và phê bình. Đây là vấn đề cốt lõi trong quá trình thực hiện tự soi tự sửa của mỗi cán bộ đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.